con đồn mẹ có qua tú đưa đến ngứa lồn hẹn chơi à? Nếu cần biết làm được không làm được, mình đã hẹn là không đến mà nói gì thế này, sau hẹn bố đít buổi cho không làm việc với người không uy tín. Hai con mẹ già hôm nay ông bảo qua lại không? Ông ngồi tiếp họ ăn, bắt tay mặt đường ra đây mà. Không biết rồi. Nhà bà nội em 7 em trai cơ mà. Nhà anh ấy